Cùng mấy anh em ra bãi bồi để xem bắt móng tay nha mọi người. Chậm chí. Hôm nay cũng khá nhiều người đi mò móng tay. Cũng rất là dễ mò, mấy bạn nhỏ của mình cũng mò được, nước gầm sát xuống là mình mò được. Con móng tay cái miễn nó bén, mình mau bao tay thì mình mò không được, mà mình không mang á, bắt không cẩn thận thì nó cắt đứt tay. Ở đây nhiều hang. Anh ra tới hồi đâu đây vậy? Tí 5 ký chứ 5 ký nữa à, được chục rồi, giờ được 8 ký rồi. Mày cho anh thêm 2 ký nữa anh về, mày biện giả mày đuổi anh hoài. Tới rồi đâu có cả nổi. Anh ba con tay bự rồi. Ngay bãi này ít. Mình dò bãi xem rồi chỗ nào nhiều thì mình mò tiếp, còn chỗ nào ít thì mình dời đi chỗ khác. Thấy ở trong kia đông người á, chắc là nhiều, người ta mò ở chỗ đông. Chạy ra thằng này nè. Nó đó. Ừ. Ôi mẹ.
móng tay không có khó mà bãi sình nó lúng nhiều ha, bước xuống là lúng ngang đầu gối luôn. Rồi mình tới đây mình kết thúc video nha các bạn, chiến lợi phẩm của mình đây. Rồi nếu các bạn mà thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ và mình sẽ gặp lại những video tiếp theo. Rồi chào tạm biệt nha. Rồi về luôn nha.